Ôi trời ơi. Khế nhọn vui. Sao biết hưởng thụ quá vậy? Quên tắt máy lạnh. Vậy mà có ba con trong này. Vô là cào móng. Quỷ này. Gọi anh đại ca. Ủa con ngầu. Hôm nay ngầu khùng mày đặt mở cửa nữa kìa. Ủa mở cửa cho con mày vô hả? Mày có vô không? Wow. Hôm nay lùng mã tử được mẹ mở cửa cho vô nữa kìa. Vô đây là kiếm cái bàn cào móng. Chắc phải mua thêm cái quá. Mua thêm cái để nhà cũ hả? Mà thôi một cái được rồi. Có gì cào thì vô đây cào. Chứ mua nhiều cái quá dọn dẹp mệt. Rồi hãy coi cái đầu của giả chân cô nương nha. Thấy chưa? Lông đã mọc lại bình thường, không còn sói nữa. Lỗ tai coi lành chưa? Coi coi. Quỷ khè. Quỷ khè ha. Rồi tao canh nó mà còn tái phạm nữa. Ai, đi kiếm mua cái chuồng. Chứ không có chuồng không được nha bà con. Gì đây? Không hơi vào dữ vậy. Coi coi. Vua ngáo đang cào móng tự nhiên ngẫu xen vô rồi. Nhỏ không dám cào luôn. Tụi bay cào xong chưa? Đang nói chuyện mà cào sùm. Nhảy lên đây coi. Nhảy lên. Nay coi cận cảnh lùng mã tử nha. Lùng mã tử cái dáng nó không có được tròn như xưa. Nhưng mà tướng này tướng vừa nè. Trời 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 cái gì vậy? Con khùng nào vậy? Con quỷ nào cậy cậy cửa mà không vô? Mày có vô không? Rồi con Khế đi ra. Đó, đông quá là Khế giọt cho mày. Bây giờ tụi nó nghe tiếng cào móng là tụi nó ghiền. Thấy con nào cào thì cả đám chạy vô. Mới đầu chỉ có Khế nhọn với vui ngáo trong này thôi. Rồi khi tôi bước vô, con vui, không? Con ngầu, con dòi bước vô, từ từ cả đám kéo vô theo. Đã, 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 đã. Không phải tự nhiên mà con ngầu bị ghét đâu nha bà con. Coi hai mẹ con bữa nay lâu lâu quay cận mặt chút xíu coi. Thôi thôi đừng nhõng nhẽo, đi ra đi. Lụng má tử nữa đi chỗ khác. Sát quá sao quay. Cào hoài không biết mệt hết trời. Đại ca. Mặt của đại ca lớn lên láo cá quá. Con mèo ít thấy nó giỡn với đứa nào lắm nha. Là con nhỏ anh chị. Mọi người có thấy rõ ràng không? Con dòi khùng ghét con nào đều có lý do, chứ không tự nhiên con dòi khùng nó ghét. Tính ra dòi khùng nhìn mèo rất là giỏi. Nếu con dòi khùng thích ăn hiếp con này con kia, tại sao con nhọn nó không đánh? Con vui nè, vui hiền nè, sao nó không đánh đi? Sao đánh ngay hai con dữ vậy? Xem mặt qua coi. Trời ơi trời, cái mặt rất là thảo mai. Ê, tao thấy ở trên mạng á, người ta có để cái công việc mày mày có làm không đại ca? Người ta đang tuyển mấy người mà bị thâm quầng mắt mà thức khuya nhiều, nhiều đêm á. Mày rất là phù hợp nè. Xài thử thuốc. Thuốc chỉ thâm quầng mắt. Nhìn con này là tôi liên tưởng tới quảng cáo đó. Thôi thôi đi ra đi, tao tắt máy lạnh. Giờ con ngầu vô là dắt bốn đứa con vô phá. Nghe không? Tất cả bốn đứa đi sờ quần nồi dẻ. Vừa chích ngừa xong là cơ thể của nó rất là yếu, khá là nguy hiểm luôn. Hồi đó tôi có dự định chích ngừa cho nồi dẻ rồi gửi nó ở tại thú y cho tới khi chích ngừa đủ mũi. Mà nếu mình gửi như vậy sau này mình lại mình đón nó, chưa chắc gì nó nhớ mình nữa. Mà nó nằm ở tại đó một thời gian, thôi thôi xong luôn á, không chừng người ta nuôi nó luôn á. Rồi gửi cho đủ mũi chắc mấy tháng trời, có ai gửi mèo mấy tháng không? Mà trả tiền gửi thôi chứ cũng mệt xỉu à. Hình như ở đây gửi mèo là gửi mà gửi chăm sóc á, một con là cỡ 150 phải không ta? Tôi nghe mang máng vậy không biết nha. Cho ăn uống đầy đủ là cũng 150 hơi mắc hả? À cũng không biết nữa. Ở chỗ mọi người nếu mà gửi mèo chăm sóc cho ăn uống đàng hoàng thì ngại nhiêu ha? Công nhận hồi đó tính gửi nào dẻ đó nha, đâu có nghĩ chích ngừa mà nó lâu như vậy đâu.
anh này nè, nếu hồi đó nó còn nhỏ, nhỏ cỡ 1-2 tháng mà tôi chịu dắt nó đi chơi là bây giờ nó cũng đi chơi dữ lắm. Mà tại sao mình không dắt? Tại thấy nó còn nhỏ quá, rồi dắt đi đây đi đó sợ trúng gió rồi bệnh. Khi mà mình thử nó đi qua tháp là thấy cái mồi nó cũng khôn nhưng mà nó cũng không có dạng, thế là bỏ luôn. Còn con nồi dẻ khoái đi chơi, chính vì thấy nó khoái quá cho nên thử dắt ai về vô hệ. Con quỷ ngầu này, cái bộ đồ con khế bận ăn sinh nhật mẹ con của mày đó ngầu, mày phá đi hả mẹ, cắn quào đồ người ta. Trời ơi, cho bộ đồ chúc thọ của khế thúi. Đồ mừng thọ của người ta đó trời. Con bộ duy nhất nhà tụi bay anh thấy đó nè à. Làm cái video này tính nói gì quan trọng quên rồi ta, tính tham khảo ý kiến mọi người dễ gì nè. Ừ nhớ rồi, tính mua riêng một cái chuồng, khè này nó rất là lì nha. Đó đó đó, mới nhắc chạy vô ở đó, khay 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 đó, không được nè. Cái này con khè nó không biết nó làm sao, nó đi qua đi lại, nó cứ chọc con này con kia hoài. Mua một cái chuồng, mỗi khi mà nó đánh con này con kia là cho nó ở trong chuồng có chừng 3 hay là 4 ngày chứ không. Đó 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 đó, thấy chưa? Ok, thấy chưa bà con? Không biết nó làm cái gì mà từ ở ngoài lắm lét chạy vô là con khế thấy nó vô đây là chửi nó, đuổi nó ra ngoài nha. Nó có tôi ở đây, cái mặt của nó rất là thảo mai, rất là hiền. Nó đánh mấy con kia toàn là chui với sàn đó, cho đó coi camera mình coi không có được. Nghe tiếng la và mở camera lên coi là con nhọn từ dưới này chạy ra, nó từ đây chạy ra rượt con nhọn, nó ghê lắm nha. Coi chừng nó biết mình gắn camera nha bà con. Không có tự nhiên mà con khế chửi nó đâu. Thì tôi dự định vậy đó, mua một cái chuồng bự cỡ cái chuồng nhốt nồi dẻ đó, cỡ đó thôi, để một cái thau cát ở trong đó. Con quỷ khè mà đánh con nào là nhốt một lần 3 ngày chứ không có nhốt mấy tiếng đồng hồ như những con khác. Tại vì con này nó rất là lì, nó lì mà nó biến thúi lắm. Theo mọi người làm như vậy có nên hay không? Nó phải chuẩn bị sẵn cái chuồng, chứ nó đánh con khác mà cho nó ra ngoài sân, ở trong cái nhà nhựa nó thoát ra được, mà ra ngoài sân nó không có sợ đâu. Nhà tù với ngoài sân toàn là những chỗ nó khoái không à, mà nhốt trong chuồng mà hẹp quá cũng không được, phải chứa được cái thau cát cho nó đi vệ sinh. Theo mọi người có nên để sẵn cái chuồng để mà chừng trị với con này hay không? Cách này kiểu như thợ không có qua lại nữa rồi cho nên nó không sợ nữa nha. Hồi lúc trước thợ xây sửa nhà thì ảnh sợ, mà bây giờ có vẻ như ảnh lộng hành lên rồi. Nếu mọi người thấy sao? Có gì mọi người để comment lại nha.